chị áp lực ngang với bác. Thôi lắm bình thường đi, nhắm mắt lại nhìn chị ra nghe. Em nhắm mắt lại cho chị dễ làm. Mở mắt chị sợ quá. Đau không? Không đúng không? Mình đang sợ. Ồ, xa, xa nguy hiểm rồi. Mẹ Nhu thì hơi xa, gần gần đây thì. Thật lắm. Bơ gồng dễ sợ. Đau không? Không mà. Đúng không? Không sợ. Sợ luôn. Hậu nặng thì không sợ. Chứ gì lo nặng là mua chưa? Chưa chị. Tưởng mà hồi trước gì lo nặng đau quá sợ chứ. Cái mặt con đã chút thuốc lại rồi đó. Xíu nữa xuống đây thuốc khác cho xuống đây thuốc. Không biết đẹp. Cho không bôi lại đi chị. Không bôi lại đi rồi thôi. Không biết là xiên đi nữa. Tranh thủ cho em đi. Mà hát thì cũng đơn giản mà. Mà cũng không có chiêu gọi là. Cái giờ lại dưới cánh mũi nó thầm kìa nè. Bị khô á, bé nó bị dị ứng thời tiết, thiếu nước này, này. Khô nó, khô có thầm da trời, cục nó đã nhỉ. Hồi trước cũng nặng hết rồi hả? Dạ, trước đỡ chứ sợ không chị? Bữa tráng dày. Mấy bữa lần đầu tiên đi cũng dày. Bữa đầu tiên nó dày, nhiều cầm trái. Nó hát, êm quá. Rồi nó ai chỉ qua đây à? Cho bà xót nút ruồi này đi chứ không tội quá. Hai cái luôn hả? Sao này nó lớn này nút ruồi nó xấu lắm. Hết lớp 12 cái rồi xót.
khi mô nó ưng thì cho nó xóa. Làm một lần hai lần. Ừ, hay xui lắm. Hơi đau xíu. Cái nước rùi thì mình đốt vậy đó. Có hai phương pháp làm, một là đốt, hai là mình làm kiểu kỹ thuật thủ công. Thủ công là đó, thủ công là bứng nó đi. Bứng à? Là thủ công nó đỡ sẹo hơn. Đốt nó cháy thiệt chứ. Khả năng nó sẹo cao hơn. Lên xíu, mình đã gập xuống. Bơ mô đây, cái mặt mô đây nè. Gãi gì sức. À quên, đúng rồi, thì hắn gãi qua. Mà không có người quay, không quay với đâu. Em chỉ hiến là chị. Ừ, cái cũng bực ghê sợ rồi. Tại gia thiếu người á, qua đông khách. Chị hiến mấy nhân viên gì? 3, 2 với đó, em nhớ nữa.
hơi đà xí ra nó còn cho nên gì cho những đèn đèn đã ăn vào chịu đau được mà chịu đau được chứ. Mà đè lên đè xuống khang á rứa mà còn nhúng nữa chứ càng nói càng nhúng càng nói càng nhúng Kì Thank you.
thơm thế. Trời, chỗ này này hơi bị đau. Bà hay mở mắt thì không cần đau nha, đó nha. Muốn khổ ra. Quay là áp lực rồi. Phúc vẫn giỏi vậy chứ, quay thì thấy em đỉnh.